À. Anh lại đang ngồi bên kia, anh mang cả ô đi rồi. Biết em ngồi đây rồi thì anh đi ở bên kia thì em có ô đây rồi. Anh nghĩ ngồi em thì ngồi tối qua nó quẩy đấy kinh lắm em ạ. Thôi nó giúp đỡ đắt, giúp bây giờ lấy thì đắt thì vừa bắt được nhà làm thuốc chỉ ra chín cân thịt để làm để làm thuốc mặt béo sạch. Đây rồi em tiếp đây rồi. Em phải thông báo tình hình luôn vậy, dòng vào đến đấy nó lại này trước là chưa ngồi hồi nữa. Chỗ đây nó có vững được không hay là cho cục này lên này anh này, lấy mấy cục bằng bằng này này ném lên nó sụt thật đấy. Đây này. Luôn quậy mấy đâu mà ngồi thêm 10 giờ ăn không được. Thấy ông già cái ông bố hoàng mới sau đáy ngủ thế nước với thế này sáng em xuống chỗ ổn rồi đấy còn tao mong đấy qua đánh đứng đấy. Ui anh gió to lắm chả nhìn gì luôn, thấy mỗi nước đục, may nước đục thì nó níu kéo em ở lại em chơi, đúng nước không đục thì thôi đi quê. Nó gọi anh đấy. Hoàn nhìn cái mình đi vào đầu hồ vắt cười tươi thế. Cười như kiểu là nhận được 150 em. Lấy à? Hoàn thấy mình đi vào đầu hồ cười như kiểu nhận được 150. Thế
quen này kiểu đéo gì. Chắc nó anh cào xuống đúng tận chân nó, nếu mà nó là ở một cành nó ra thì làm hỏng của nó, nếu mà nó thoát thì chắc nó chỉ làm cái que thì được. Cũng nhận có hai que chọc. Mày nông thế? Con này nông vé đáy. Mình kéo sâu vào trong rồi. Không, anh chỉ đánh chéo gần cái phao em. Được. Nước sâu. Được 80 phân rồi. Nông lắm, anh ạ. Toàn đi lông mà. Toàn đi lông. 70 phân. Đài cương câu đêm toàn câu kia. Đấy, câu đánh thẳng nó mất xuống nhỉ. Cương toàn hụt rô. Cương ngồi từ bên góc cây ra đây mà chứ. Cái hôm nay nước nông nhá, hôm nay nước nông quay đáy ra này. Mà hôm nay lên đúng với giữa đúng với dễ thi chơi chơi cả anh nhìn góc cây xoài thì chơi chơi đấy chụp thâm thâm ở đấy.
chảo này nông tất này. Phát lung chuyện này. Hôm nay câu lồn. Thu hết đồ ra bên kia lại.